Fan của Messi bất chấp nguy hiểm để đến gần thần tượng. Dù bị đuổi ra khỏi sân bóng nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Cụ thể vào ngày 15 tháng 6, một fan cuồng Messi đã có một pha đua thần tượng thành công khiến nhiều người phải hâm mộ. Đây là trận giao hữu giữa Argentina và Australia ở Bắc Kinh. Các cổ động viên Trung Quốc đã có cơ hội gặp được thần tượng trên chính sân nhà của mình. Được biết, Trung Quốc là nơi có lực lượng cổ động viên hùng hậu của Messi. Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng với sự xuất hiện của anh đã làm cho sức nóng của trận bóng lên tới đỉnh điểm và thu hút nhiều cổ động viên đến xem. Khi trận đấu diễn ra chỉ mới được 79 giây, Messi càng khiến cho sân bóng này nóng hơn bao giờ hết vì bàn thắng đầu tiên của mình. Vì quá phấn khích, một trong những fan của Messi đã đánh liều, chạy xuống sân để tiếp cận thần tượng, mặc cho lực lượng an ninh sân bóng đang ra sức bắt anh. Cuối cùng, anh chàng này đã tiến tới gần thần tượng của mình, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ, còn không được một cái ôm thấm thiết như đã dự định trước đó. Sau đó, lực lượng an ninh lập tức can thiệp và đưa người này ra khỏi sân. Mặc dù vậy, nhưng cổ động viên này vẫn nở một nụ cười rất mãn nguyện, vì anh biết sẽ khó có cơ hội cho anh gặp thần tượng lần thứ hai trong đời ở khoảng cách gần như thế. Hiện tượng đua idol đang là một trào lưu phổ biến trong giới trẻ hiện tại. Không rõ sau hành động trên thì người cổ động viên này có phải nhận án phạt nào không. Nhưng có thể nói, đây là một pha đua idol hết sức thành công, tuy rằng khá là nguy hiểm. Các bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!